Chương 771. Cầm lấy bỏ đi. Diệp Mặc nghĩ tới thế giới vàng của mình, lại nhận ra tới thân phận Đại sư Thiên Dịch. Nếu chẳng may Đại sư Thiên Dịch biết mình có thế giới vàng, như vậy là gây nguy hiểm cho hắn không? Tuy rằng Giai Huấn cũng biết mình có 3 trang giấy vàng, nhưng mà cô ta cũng không biết đó là gì. Mà lai lịch Đại sư Thiên Dịch cũng rất thần bí. Ngay cả thần thức mình không nắm bắt được ông ta, người này đối với hắn thực quá nguy hiểm. Cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, Diệp Mặc tỉnh táo phát hiện ra trời đã chập tối. Hắn lắc đầu, là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Nên qua thế nào thì qua thế ấy, quản ông ta làm chi. Diệp Mặc đứng lên, thần thức quét ra quả nhiên không thấy Mặc Hữu Thâm. Xem ra thời gian mình ngồi không ngắn, nếu Mặc Hữu Thâm trốn, Diệp Mặc không cố ý đuổi theo giết. Hắn vừa định rời khỏi, lại chú ý tới chiếc ghế đá mình ngồi. Hình như ghế đá này là Đại sư Thiên Dịch kia quên mang theo. Người bình thường nếu muốn mang theo cái đệm ngồi, cũng không mang ghế đá đi. Sở dĩ Diệp Mặc cho rằng ghế đá này là của Đại sư Thiên Dịch, bởi vì không có ai ngồi trước ghế đá này, để ở đây thực không hợp mắt. Hắn ngồi xổm xuống muốn cầm ghế đá lên, nhưng cầm lên không ngờ là phát hiện ghế đá này vô cùng nặng. Có thể nói chiếc ghế này là nặng gấp mấy chục lần so với khối sắt có thể tích tường đường, cho dù mấy người thường cũng không nâng được. Chỉ nào cái ghế đá không ngờ nặng hơn ngàn cân. Rốt cuộc đây là gì? Diệp Mặc hoảng sợ, lập tức dùng thần thức quét tới, không ngờ phát hiện ra thần thức hắn không chỉ quét tới lớp đá bên ngoài, căn bản không quét vào bên trong được. Cái này căn bản không phải ghế đá, không ngờ là một thứ ngay cả hắn không biết. Nòng Diệp Mặc kinh hãi, tuy rằng hắn xuất thân luyện đan, nhưng mà luyện khí cũng là không phải hoàn toàn không biết gì, cho nên hắn biết nhiều khoáng thạch, mà hôm nay một chiếc ghế đá hắn nhìn không ra. Đây chắc chắn là một bảo bối. Ngay sau đó Diệp Mặc nhìn lúc người khác không chú ý, cầm lấy ghế đá ném trong nhẫn mình. Tuy rằng Đại sư Thiên Dịch không muốn giúp hắn tìm tung tích Tiểu Vận, nhưng cuối cùng vẫn cho hắn một chút thủ lao. Lúc này Diệp Mặc không muốn tìm Đại sư Thiên Dịch nữa, mà hắn rất sợ Đại sư Thiên Dịch kia tìm hắn. Hắn thực sự như kẻ trộm vội vã tìm cách rời. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi hàm thông thành, lập tức bước phi kiếm tạo đường kiếm quang trong chớp mắt vô tung vô ảnh. Đại sư Thiên Dịch kia là người tử tế, nói không tính được chuyện của mình, cho nên bỏ đi cũng là đừng trách hắn không tốt. Cầm cái đá Thiên Dịch cũng bỏ. Diệp Mặc mới đi chưa tới nửa canh giờ, Đại sư Thiên Dịch vội trở về. Ông ta thoáng nhìn ghế đá ngồi trống không, không khỏi tức giận dậm chân. Tiểu tử này thực không tốt, đồ người khác không ngờ cầm bỏ chạy. Có phải hắn tức giận trả thù mình vì không tính được chuyện của hắn? Mặc dù có thể bị Thiên Dịch đoán ra tiểu thế giới trên người, nhưng tâm tình Diệp Mặc coi như là không tồi. Dù sao chiếm được một cái ghế đá dường như thần bí. Khi hắn đi qua thôn Thạch Phượng, Diệp Mặc đã cố ý dùng thần thức quan sát thạch thiết, quả nhìn thấy anh ta tu luyện. Hắn gật đầu, cảm giác về sau thạch thiết chắc chắn có triển vọng. Hắn nhận thạch thiết làm đồ đệ, đương nhiên một phần là vì tư chất hạng nhất của thạch thiết, nhưng một phần nể tình chị gái anh ta Lạc Nguyệt. Ở tiểu thế giới, nếu thạch thiết có thể tu luyện tới trúc cơ, vẫn có thể cản quét tất cả. Bởi vì khi hắn dạy cho thạch thiết, hắn cẩn thận giải thích cho anh ta một ít kiến trúc về tu chân khác nhau lớn so với cơ mi. Diệp Mặc không đi đàn thành, hắn chỉ về tới địa vực ấn môn bắt đầu tìm kiếm dược liệu, vừa tìm mục Tiểu Vận. Núi Tinh Gia, đây là nơi Diệp Mặc vẫn muốn tới, bởi vì lúc trước hắn gặp tu chân giả ở Nam Cực kia. Ông ta nói là tìm được động phủ tu chân ở đây, cho nên hắn cũng muốn thử thời vận. Tuy rằng núi Tinh Gia không nhiều linh dược bằng Ngũ Ẩn Sơn, nhưng mà địa vực không chỉ có những cái dãy núi trùng điệp giống Ngũ Ẩn Sơn, thậm chí còn lớn hơn. Diệp Mặc bỏ một tuần vừa hái thuốc vừa tìm khoáng thạch, không tìm được động phủ tu chân giả đã nói. Nếu như không phải cơ mới nói, cô ta cũng luyện trong núi Tinh Gia, nói không chừng Diệp Mặc còn muốn bỏ việc tìm kiếm. Vì tìm được di tích cổ tù núi Tinh Gia, Diệp Mặc đã đào được một cái động phủ tạm thời trên núi. Hôm nay Diệp Mặc mới đi thu nhặt dược liệu suốt một ngày, quay trở về lại thấy một cái cảnh tượng cách động phủ tạm thời của hắn không xa, khiến hắn vô cùng bực. Hai gã thanh niên một cô gái không ngờ là quan hệ bên cạnh động phủ mình. Hai gã thanh niên, một người địa cấp sơ kỳ, một người là huyền cấp hậu kỳ. Cô gái kia là hoàng cấp hậu kỳ. Xem quần áo bọn họ dường như cô gái kia bị cưỡng hiếp, nhưng nhìn bộ dáng cô gái lạnh nhìn là không phải thái độ của người bị cưỡng hiếp. Thời điểm Diệp Mặc tới động phủ, hai gã thanh niên mới phát hiện Diệp Mặc đi tới. Khi thấy Diệp Mặc, lập tức không thèm để ý tới cô gái nằm trên đất, hai người trực tiếp động thủ với Diệp Mặc. Dường như cả hai căn bản không muốn nghe Diệp Mặc nói bất kỳ lời nào, là muốn giết Diệp Mặc trước, muốn thấy hai người họ làm như vậy cạnh động phủ mình.
Diệp Mặc đã khó chịu hai người này còn muốn giết hắn. Điều này càng khiến Diệp Mặc phát sinh sát ý. Gần như cùng lúc hai người họ động thủ, hắn phóng hai cái đao gió qua. Sau đó không đợi vẻ kinh hãi hoàn toàn hiện trên khuôn mặt hai người, ném hai quả hỏa cầu. Trước sau chỉ giây lát, hai gã thanh niên này biến mất không thấy. Lúc này cô gái bị lột hết quần áo nằm trên đất mở to mắt, thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm cô ta lập tức hét một tiếng chói tai, không ngờ lập tức hôn mê bất tỉnh. Diệp Mặc lắc đầu, thú vị chỉ có hoàng cấp hậu kỳ cũng dám vào sâu trong núi tinh ra. Cô gái này thoạt nhìn khoảng 20, diện mạo coi như đoan chính, tuy nhiên trước ngực đầy đặn ba đào mãnh liệt. Diệp Mặc vừa định cho cô ta một cái thanh tâm quyết để bản thân cô ta cầm quần áo mặc vào, chợt hắn nghe thấy tiếng chim kêu lạnh ló, thần thức lập tức quét thấy một con thanh điêu. Ngay sau đó Cơ Mi và thanh điêu cùng nhau dừng ở động phủ Diệp Mặc. Tân Lôi sư muội nhìn cô gái bị cởi sạch quần áo nằm trên đất, Cơ Mi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Không ngờ là anh. Cơ Mi thấy Diệp Mặc cuối cùng là nhận ra người gây chuyện. Diệp Mặc chắc chắn không để ý Cơ Mi, hiện tại hắn biết Cơ Mi không phải là trúc cơ đại viên mãn, chỉ là luyện khí viên mãn. Lần trước hẳn cô ta tưởng mình là trúc cơ không phải mà không phải kết đan. Về phần Cơ Mi lại nói cùng với vùng năng cô là kết đan. Diệp Mặc không hỏi đoán ra một phần là bởi vì Cơ Mi không hiểu được sự khác nhau giữa trúc cơ và kết đan. Đây là chỗ của tôi, cô nhanh đưa người đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Diệp Mặc nhìn lướt qua Cơ Mi thản nhiên nói. Anh. Cơ Mi lập tức muốn giết Diệp Mặc nhưng cô không dám. Kể từ khi cô thấy Diệp Mặc lỏng kinh hãi, Diệp Mặc xuất hiện nơi đây chứng tỏ cao thủ Thái Ất Môn nhất định đã bị giết. Diệp Mặc có thể giết cao thủ Thái Ất Môn, sau đó vài ngày đến tới núi Tinh Gia, hắn tuyệt không phải là người mình có thể đối địch. Nếu chẳng may trở mặt, mình căn bản không đủ nhìn. Khi thật lần trước khi cô ở thành điều nhìn thấy vết máu là suy đoán kết quả thắng bại giữa Diệp Mặc và cao thủ Thái Ất Môn. Trước điều cô không thể tin Diệp Mặc có thể đánh thắng người của Thái Ất Môn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc xuất hiện trước mắt, cô ta không tin cũng không được. Anh đường đường là cao thủ tiên tiên, không ngờ làm chuyện xấu xa như vậy, anh thực không biết xấu hổ. Tuy rằng Cơ Mi vẫn nộ nhưng không dám động thủ với Diệp Mặc. Theo cô thấy, nếu Diệp Mặc có thể giết cao thủ Thái Ất Môn, hắn tuyệt đối không phải tiên thiên, hắn nhất định là trên tiên thiên. Chút điều cô ta không nhìn ra. Diệp Mặc lạnh lùng nói, đưa cô ta trên mặt đất đi đi, chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi không có hứng thú với cô ta, cũng không có hứng thú với cô. Đây là chỗ tôi ở. Cút. Người phụ nữ này không sớm không muộn cứu lấy người quen cô ta, không ngờ là quấy rầy mình về chuyện này. Diệp Mặc sớm không kiên nhẫn. Không liên quan tới anh, không có hứng thú với cô ấy. Tôi rời khỏi mới là một nén nhang. Cơ Mi nói tới đây nhìn ánh mắt Diệp Mặc không vui, theo bản năng dùng mình. Không ngờ cô lại không dám nói thêm. Tuy rằng cô ta tức giận run rẩy nhưng cô sợ Diệp Mặc bỗng động thủ. Một sắc nhà ma như vậy, chẳng may coi trọng mình, vậy càng thảm. Muốn tìm hắn báo thù vậy nè, chờ sau khi mình đột phá mới quay lại. Nghĩ tới đây Cơ Mi vội vàng ôm sư muội đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, ngồi trên thanh điêu, lát sau họ biến mất không thấy. Diệp Mặc khó chịu trở lại động phủ tu luyện thêm một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục tìm kiếm di tích cổ núi Tinh Gia. Nhưng qua một tuần, Diệp Mặc không tìm được gì. Hắn mất kiên nhẫn, có nghĩ là tù chân giả kia lừa hắn, cho nên hắn mới là không thấy. Sau khi rời núi Tinh Gia, Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm dược liệu xung quanh tiểu thế giới. Tất cả dược thảo đào được, hắn ném hết vào thế giới giấy vàng. Thời gian nửa năm vội qua, trong nửa năm này Diệp Mặc gần như tìm kiếm toàn bộ địa vực thần châu, tìm được vô số linh thảo, vô số khoáng thạch, nhưng không tìm được mục tiêu bận. Diệp Mặc tìm qua núi Bắc Tử thôn Hoàng Bình mấy lần nhưng không có thu hoạch. Điều cũng khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối là không tìm được chỗ của khổ thập niên. Nơi này căn bản không có thất tình trận pháp sâu ở biển mây giống Mông Cửu Sơ nói. Diệp Mặc lại không muốn tiếp tục tìm nữa. Hắn là rời Lạc Nguyệt 5 năm rồi, sớm là cảm thấy nhớ nhà như rào cắt. Hơn nữa, Diệp Mặc cảm thấy trình độ trận pháp hắn đạt đến trình độ nhất định là thời điểm nên đi thử trận pháp núi Thần Châu. Tuy nhiên trước khi đi giải khai trận pháp núi Thần Châu, Diệp Mặc còn muốn đi Đan Thành một chuyến. Hắn có nhờ Vân Tử Y thu thập các loại dược liệu và khoáng thạch, không biết cô ta làm tới đâu rồi. Chương 772 bắt đầu cửu tinh. Lúc trước nhân vật tu luyện thần kỳ ở trong tất cả ẩn môn Thần Châu là Đỗ Thiên Phái. Đỗ Thiên là tình trạng khảo nghiệm không giả tư chất, không ngờ là trước khi 45 tuổi tấn cấp tiên thiên, sau đó khi ông ta tấn cấp tiên thiên bắt đầu lập Đỗ Thiên Phái. Kỳ tích tu luyện này không ai phá vỡ. Nhưng kỳ tích hiện tại Đỗ Thiên không ngờ bị phá vỡ, hơn nữa còn là bởi một cô gái trẻ tuổi hơn rất nhiều phá vỡ kỷ lục. Thời điểm Vân Tử Y của Thần Thương Hội mới 20 tuổi tấn cấp tiên thiên, trở thành cao thủ tiên thiên trẻ nhất Thần Châu. Cái này còn chưa tính,
Còn trong tình huống Vân đồng nghiệp của thần thương hội mất tích, cô là dựa vào Vân Tử Y cứng rắn tổ hợp. Đồng thời nửa năm trước thôn tính hải thương phái, thực lực không lùi còn tăng. Có thể nói tu vị Vân Tử Y chẳng những phá vỡ kỷ luật do Đỗ Đô Thiên để lại, thậm chí thần thương hội cũng có thành tựu không kém Đỗ Đô Thiên khai sáng Đỗ Thiên phái. Đương nhiên, còn có điều đáng để người ta nghị luận là kỳ thật Vân Tử Y là đệ tử Đỗ Thiên phái. Thời điểm Diệp Mặc tới Đan Thành tùy tiện hỏi thăm biết được thần thương hội trở thành một trong những thực lực lớn nhất Đan Thành. Ngoài trừ mấy cái nhà ẩn môn nhất đẳng ra, thần thương hội chính là lão đại. Hơn nữa mấy nhà ẩn môn nhất đẳng dường như biết Vân Tử Y là quật khởi, thần thương hội có liên quan tới Diệp Mặc đều đã chủ động nhường bước, cho nên ở Đan Thành hiện tại kỳ thực chính là thiên hạ thần thương hội. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài lập tức phát hiện Vân Tử Y. Lúc này tu vị Vân Tử Y rõ ràng là thiên cấp hậu kỳ. Diệp Mặc biết hắn giao cho Vân Tử Y một cái viên đại bối nguyên đan, Vân Tử Y không bán mà là dùng tự mình luyện. Vân Tử Y xoay chén trà trong tay, ba viên đan dược đã khiến cô ta từ huyền cấp đỉnh phong tới tiên thiên hậu kỳ. Chẳng những cô là cao thủ tiên thiên trẻ nhất thành thần châu, đồng thời là cao thủ tấn cấp nhanh nhất từ tiên thiên sơ kỳ tới tiên thiên hậu kỳ. Nếu như trước kia cô ta không thể tưởng tượng điều này, nhưng hiện tại không ngờ thành sự thật. Người khác là tưởng rằng thiên tư cô bỗng bùng phát, chỉ có cô ta mới biết cao thủ trẻ tuổi nhất đầu tiên thực sự không phải cô, mà là người trẻ tuổi tên Diệp Mặc kia. Càng đáng sợ chính là bà viên đan dược hắn được cô khiến cho cô tấn cấp tiên thiên hậu kỳ. Điều này hiển nhiên khịch nghịch thiên, càng không cần nói tới chú nha đan. Rốt cuộc trên người hắn là dấu bao bí mật. Vân Tử Y thở dài thì thào tự nói, cô ta biết Diệp Mặc không có ý tưởng đối với cô ta. Nếu như Diệp Mặc có ý tưởng với cô ta lần trước khi cô ta nói điều tra điều kia ra, khẳng định Diệp Mặc sẽ thể hiện, nhưng hắn lại không giống vậy, hắn như là không hề thấy. Xét về diện mạo, cô tự tin mình không thua Mục Tiểu Vận, nhưng vì sao Diệp Mặc là quyết một lòng với Mục Tiểu Vận, vì sao hắn là không có cảm giác với cô? Vân Tử Y thở dài, lòng mơ hồ hiểu được một chút. Trước điều cô là không muốn thừa nhận, cô ta muốn tiếp cận Diệp Mặc không phải bộ cô ta yêu hắn, cô ta chỉ muốn mang hiệu quả với lợi ích của mình. Nếu như Diệp Mặc không có bản lĩnh lớn như vậy, cô ta là có thể tiếp cận Diệp Mặc không? Vậy tuyệt không có khả năng. Hơn nữa là Diệp Mặc mất tích, Mục Tiểu Vận mỗi ngày là chờ đợi Diệp Mặc về. Nếu đổi lại là Vân Tử Y, nhiều nhất cô là thở dài một câu. Bí mật gì? Một cái giọng nói đột ngột hiện ra ở cửa. Lòng Vân Tử Y kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức phát hiện Diệp Mặc đã đẩy cửa vào. À, là anh Diệp. Mặt Vân Tử Y lập tức kinh ngạc, cùng là ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí là không thay đổi. Đương nhiên Diệp Mặc biết thái độ Vân Tử Y đối với hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc không để ý quan hệ giữa hắn và Vân Tử Y vốn là quan hệ giao dịch. Lần trước tôi nhờ cô thu mua giúp tôi dược liệu và khoáng thạch, không biết hiện tại thế nào. Diệp Mặc hỏi thẳng vấn đề, hắn không có ý định dừng lại ở đây lâu, sớm lấy được dược liệu một chút sớm là rời khỏi. Vân Tử Y vội nói, đã chuẩn bị xong anh Diệp, anh theo tôi. Vân Tử Y đưa Diệp Mặc tới kho dược liệu thần tướng hội. Khi Diệp Mặc tới kho hàng, lòng hắn thỏa mãn. Những dược liệu này bảo quản rất tốt, tuy rằng dược tính bị mất không ít, đối với hắn mà nói đã là tốt lắm rồi. Thật không ngờ không ít dược liệu tốt, thậm chí các loại linh thảo đẳng cấp như là huyết tập tử, tử bối thanh la, ngoài ra có cả khối canh tiết lớn như là khối lần trước Diệp Mặc nhận được. Diệp Mặc tất cả cất dược liệu và khoáng thạch ở trong kho hàng chiếc nhẫn. Tuy rằng Vân Tử Y cảm thấy kỳ quái khi Diệp Mặc đột nhiên lấy thứ này, nhưng cô ta biết Diệp Mặc không phải người thường, cho nên là không hỏi câu nào. Vân Tử Y không đòi tiền Diệp Mặc, Diệp Mặc lại để hai viên bồi đại bồi nguyên đan, đồng thời nói cho Vân Tử Y sau này thuận tiện chiếu cố thạch tiết. Sau đó hắn từ chối lời mời Vân Tử Y rời Đan Thành, đi vào tiểu thế giới. Chuyện hắn có thể làm đều đã làm. Mục Tiểu Vận mất tích khiến lòng hắn không dễ chịu, nhưng so với việc không tìm được Khổ Thập Niên thật ra chỉ là thứ yếu. Nhưng Giai Huấn không chết khiến Diệp Mặc canh cánh trong lòng. Nhưng thần châu lớn như mày, hắn cũng biết là muốn tìm đạo cô Giai Huấn rất khó. Hắn nhất định phải về. Nỗi nhớ Lạc Ảnh và Khinh Tuyết khiến Diệp Mặc một khắc cũng không muốn ở lại. Núi thần châu nơi này là không có dược liệu gì, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hơn nữa còn là cấm địa ẩn môn, cho nên ngoại trừ một ít ẩn môn lớn hoạt động, hàng năm nơi này rất ít khi xuất hiện dấu chân. Ẩn môn hoang vắng, không ai muốn tới một cái nơi đất đai cằn cỗi xoáy á. Mà lúc này Diệp Mặc lại tới núi thần châu. Lần này hắn tới đây không phải vì tìm dược liệu, mà là phá giải thất tình trận pháp thử ra ngoài. Vậy lên ngoài núi thần châu có 9 ngọn núi, Diệp Mặc đào một cái động phủ bên trong ngọn núi kia, đồng thời bố trí xung quanh động phủ một cái trận pháp ẩn nấp. Tuy rằng Diệp Mặc hiểu biết của hắn đối với trận pháp đạt tới trình độ nhất định, nhưng mà muốn thông qua thất tình trận pháp này ra ngoài lại không phải chuyện đơn giản, cho nên hắn chuẩn bị tốt mọi chuyện cho cuộc chiến lâu dài. Nếu việc đào một cái động phủ trong 9 ngọn núi vây quanh thần châu bị người ẩn môn biết được, điều đó khẳng định là không được phép. Nhưng Diệp Mặc đào động phủ ở đây căn bản không cần phải nói là không có người biết, dù có người biết cũng không người nào dám ngăn cản.
Diệp Mặc biết bắt đầu thất tình trận pháp này. Trên 3 cái viên ngọc sung tinh, dưới 3 viên toàn cơ tinh, tự chuyển động lần lượt là dựa theo 7 thiên vị. Phương vị thiên số thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương diệu quang, bố trí trận pháp. Sau đó 7 cái phương vị này là phối hợp với nhau chặt chẽ, hình thành qua lại luân chuyển không ngừng. Nhưng thất tình trận pháp trước mặt là hiển nhiên không đơn giản như bắt đầu thất tình trận. Diệp Mặc nghiên cứu qua suốt mấy tháng, cuối cùng là tìm ra được 7 cái cửa trận của thất tình trận pháp. Chúng nó nằm lần lượt ở 7 ngọn núi, nhưng mà thời điểm hắn muốn phá giải lại phát hiện không ngờ 7 ngọn núi này không đơn giản, chỉ là 7 phương vị như vậy. Không ngờ 7 ngọn núi này liên kết với sao chơi, dựa theo mùa khác nhau, phương vị khác nhau, thậm chí là thời gian khác nhau mà biến hóa. Có thể nói sở dĩ ẩn muốn có thể 50 năm mở ra rơi một lần, đó là bởi vì thất tình trận pháp này đúng lúc đó mở ra. Sau khi hiểu được vấn đề, Diệp Mặc biết hắn muốn ra ngoài, nhất định tìm thời khắc trận pháp buông lỏng. Thật giống như là người trong ẩn môn biết trận pháp này cứ có 20 năm lại một lần buông lỏng. Lúc trận pháp buông lỏng có thể miễn cưỡng ra, Diệp Mặc cho rằng trong này khẳng định có thời gian buông lỏng khác, cho dù là cần nháy mắt đối với hắn cũng là được. Một mình trong núi Thần Châu nghiên cứu trận pháp, Diệp Mặc là gặp như là quên cả thời gian, lại là một năm trôi qua. Hắn đã tu luyện tới luyện khí tầng 8 trung kỳ nhưng vẫn không hề có biện pháp đối với thất tình trận pháp. Mãi tới một ngày, thời điểm Diệp Mặc phát hiện cửa trận hai ngọn núi còn lại mới là biết căn bản không phải là thất tình trận pháp mà là cửu tinh trận pháp. Nói cách khác, những gì hắn nghiên cứu trước kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc này mới biết hai ngọn núi kia không phải là để bài trí mà là có chỗ hữu dụng. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại tới Đàn Thành. Bảo Vân Tử Y mua giúp hắn thật nhiều sách trận pháp. Sau đó hắn lại tới núi Thần Châu tiếp tục nghiên cứu cửu tinh trận pháp. Bắt đầu cửu tinh lần lượt là Thiên Xu Tinh, Thiên Tuyển Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Quyền Tinh, Ngọc Hành Tinh, Khải Dương Tinh, Diêu Quang Tinh, Động Minh Tinh, Ẩn Nguyên Tinh. Nhưng cũng có thể gọi là Tham Lang Cự Môn, Lục Tồn Văn Khúc, Liêm Trinh Vũ Khúc, Phá Quần Tả Phụ Hữu Bật. Cửu tinh 7 hiện hai ẩn, xuất hiện hai cái sao Động Minh Tinh, Ẩn Nguyên Tinh. Muốn phá giải trận pháp này nhất định phải nắm được cửa Động Minh Tinh và Ẩn Nguyên Tinh. Thời gian như điện xẹt qua, ngày tháng thoi đưa, mỗi một ngày Diệp Mặc là không ngừng suy diễn trận pháp, thậm chí quên tất cả chứ nói chi là chuyện tu luyện. Trải qua nhiều lần không ngừng suy tính diễn toán, Diệp Mặc tìm được hai biện pháp. Biện pháp đầu tiên là dùng rất nhiều linh thạch thượng phẩm miễn cưỡng kết nối cửu tinh trận, làm vậy chính là phương tiện đơn giản. Chỗ hỏng thứ nhất là Diệp Mặc không có nhiều linh thạch như vậy, thứ hai là Diệp Mặc không có bản lĩnh lớn tới vậy. Muốn kết nối với cửa của cửu tinh trận không chỉ cần linh thạch, hơn nữa là còn cần tu bị bản thân thông thiên. Nếu mà không trận pháp phản phệ, chẳng những trận pháp bị hủy, người phá trận còn là bị hồn lìa khỏi xác. Có thể nói rằng Diệp Mặc nghĩ ra được biện pháp này nhưng mà đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Hắn chỉ có thể lựa chọn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai chính là bố trí trận pháp đơn giản kết nối với chính cái cửa đại trận, sau đó là mình bên trong trận pháp không ngừng dùng chân nguyên tìm tòi. Một khi tìm được khe hở buông lỏng ngẫu nhiên của trận pháp, lập tức là liền lợi dụng rời khe hở này. Biện pháp này ngu ngốc hơn nữa là tinh thần thường xuyên tập trung. Nếu không phải nắm được thời điểm khe hở kia nói nên, vậy chẳng khác là phí công. Nhưng Diệp Mặc chỉ có thể dùng biện pháp này, ngoại trừ biện pháp này hắn không tìm được biện pháp khác. Lúc này tại hẻm núi dãy núi Hàng Đạn Hòa Hạ, ba người Lạc Ảnh, Kình Tuyết còn Bắc Phi đang đứng bên cạnh tảng đá lớn, nhìn tảng đá rất lớn trước mặt. Chị Lạc Ảnh, chị nói anh trai em từ chỗ này đi ra sao? Đường Bắc Phi nhìn tảng đá lớn sửng sốt hồi lâu là có chút kỳ lạ hỏi. Chương 773, đi ra ngoài hay là vào trong? Lạc Ảnh gật gật đầu. Đường nhìn là vậy, sau khi chị luyện tới luyện khí tầng 9 nhớ rất nhiều thứ. Sư đệ nói cho chị biết đây là một cái thất tình trận pháp, nên này là đi tiểu thế giới. Hơn nữa lần trước Lạc Phi cũng nói các cô là chính từ nơi này vào. Chúng ta vào thế nào? Ninh Kinh Tuyết lo lắng nhìn Lạc Ảnh, cô yêu hận rõ ràng, sự nhớ thương Diệp Mặc làm làng tiêu tụy. Cô không giống Lạc Ảnh, nhớ nhung để trong lòng, cô từng giây từng phút hy vọng lập tức thấy Diệp Mặc. Lạc Ảnh lấy 7 viên tinh thạch nói. Thất tình trận pháp này cần 7 viên tinh thạch, tuy nhiên chúng ta mấy năm này là tìm được linh thạch chất lượng quá thấp. Cho nên đợi khi chờ chị đem linh thạch để vào các vị trí, ba người chúng ta ở vị trí này cũng là thiền khu vị. Dùng chân khí rót vào, nói như vậy là có một tia khả năng mở nó ra. Tuy nhiên về sau trận môn này là hoàn toàn bị hủy. Chị Lạc Ảnh, đây là vì sao? Bắc Vi kỳ quái nhìn Lạc Ảnh. Lạc Ảnh chỉ đống xương khô bên cạnh, trên nền có vẻ vết máu nói. Vì trận pháp này mấy năm trước bị người ta huyết tế qua,
Hơn nữa chúng ta là cưỡng ép mở ra, về sau trận pháp này gần như là hoàn toàn đóng cửa chết, không còn biện pháp mở, trừ khi có đại năng giả bố trí trận pháp một lần nữa. Khinh Tuyết chợt nhớ cái gì, cô cắn răng cắn môi. Em lúc đi ra đã nói với cha mẹ cho dù không trở lại không sao, nhưng Bắc Vi kéo tay Khinh Tuyết lại. Chị Khinh Tuyết, chị có phải lo lắng anh trai không có bên trong hay không? Chúng ta về sau lại không ra được, không thấy anh trai. Khinh Tuyết gật gật đầu. Nếu Diệp Mặc còn ở trong tiểu thế giới, cô dài không có vấn đề. Nhưng Diệp Mặc không ở trong đó, nếu như vậy cô không ra được, chẳng phải là rốt cuộc không thấy chồng mình? Lạc Phi sao tới đây? Giữa ba người bọn họ chỉ có Lạc Ảnh có thói quen phóng thần thức ra ngoài. Khinh Tuyết và Bắc Phi tuy rằng là luyện khí tầng 8, nhưng lại không có thói quen phóng thần thức ra ngoài, nên là Lạc Ảnh nhìn thấy có người quay lại. Ngay sau đó, Linh Khinh Tuyết và Bắc Phi cũng thấy người tới. Bắc Phi lập tức tiếp đón hỏi, chị Lạc Phi sao chị cũng tới? Sắc mặt Lạc Phi có chút ảm đạm. Tuy nhiên thấy ba người bọn Lạc Ảnh mắt lộ liềm vui sướng lập tức xông lại. Các cô quả nhiên trong này tôi. Tuy rằng ba người đoán được sự tình, nhưng lòng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết ngoại trừ Diệp mà không nghĩ tới việc khác. Chắc có Bắc Phi hỏi một câu, chị Phi, Hứa Nhị Ca và chị Nguyệt Hòa vẫn khỏe chứ? Lạc Phi gật đầu không trả lời. Lạc Ảnh lại nói, đợi chị đi đặt linh thạch vào vị trí, mọi người cùng nhau hướng thiên khu bị đưa chân khí vào. Nhớ kỹ không nên gấp, trước tiên chúng ta có thể chậm rãi thử. Nếu có người quen Diệp Mặc khẳng định nhận không ra Diệp Mặc lúc này. Hắn là hiện tại đôi mắt tối đen, tròng mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời giống rơm rạ. Ngoại trừ ánh mắt của hắn vẫn là khẩn trương chú ý trận pháp của hắn như cũ. Thứ khác là hoàn toàn quên mất. Hắn thậm chí là chẳng biết qua bao lâu, từ rất lâu tới nay hắn chỉ là dựa vào ít cốc đàn chống đói. Hắn nghĩ tới biện pháp này là hao tốn tinh thần, cũng là trải qua thời gian lâu như vậy, hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Bởi vì từng giây từng phút phải chú ý trận pháp trước mặt, cho nên thần thức và chân nguyên của Diệp Mạc bị tiêu hao rất lớn. Hắn sau mỗi lần thần thức tiêu hao hết lập tức thay chân nguyên, tiếp tục quan sát, sau đó là tu luyện thần thức. Thời gian dài thần trí hắn là chẳng những trở nên cô đọng, hơn nữa là cự ly ban đầu 7000m giờ tăng tới 2000. Hơn 20000. Hơn nữa, chân nguyên hắn trở nên ngưng kết, tuy rằng là chưa tới luyện khí tầng thứ 9, nhưng cũng không khác là mấy. Đây là duyên cớ mà hắn không tu luyện, nếu mà mỗi ngày thần thức và chân nguyên hao hết, lập tức tu luyện, nói không chừng hắn hiện tại luyện khí tầng 9 hậu kỳ. Đây là tiến bộ rất lợi hại, phải biết rằng hắn tu luyện là tam sinh quyết. Tốc độ hấp thu linh khí tuy rằng nhanh nhất, nhưng độ khó để thăng cấp cũng theo đó mà tăng rất nhiều. Hơn nữa càng về sau hắn thăng cấp càng khó, nếu người khác cần 10 khối linh thạch bậc cao mới có thể thăng một tầng. Vậy hắn là cần 100 viên, thậm chí nhiều hơn. Nói đơn giản một chút, tốc độ hắn hấp thu linh khí mau so với người khác, nhưng tốc độ tu luyện của hắn là chậm hơn với người khác. Nếu người khác nghe đều lại cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng mà Diệp Mặc biết rằng một chút cũng không mâu thuẫn. Hắn là bát linh căn, cuối cùng là thậm chí dẫn ra cửu linh căn, ám linh căn. Loại tư chất này đã định trước hắn không có cách nào tu luyện nhanh hơn. Tu vị quán của các linh căn là tiến bộ cũng cần cân bằng, một khi đánh vỡ cân bằng không có tiếp tục tu luyện được tam sinh quyết. Diệp Mặc lúc này thần thức chú ý từng dấu vết dao động trận pháp của mình. Trải qua ban đầu lo lắng, hiện tại tâm trạng Diệp Mặc là vô cùng bình thản. Hắn không vì trận pháp không có bất cứ động tĩnh liền lo lắng, tương phản là hắn rất bình tĩnh. Bởi hắn biết sự nới lỏng trận môn của trận pháp bắt đầu cửu tình tuyệt đối không túy có thể tìm. Hơn nữa trải qua thời gian dài suy diễn và tính toán, Diệp Mặc đại khái biết được trận môn nào vào lúc nào sẽ có chút nới lỏng. Chỉ có điều sự nới lỏng đó còn chưa đủ khiến hắn rời khỏi. Diệp Mặc biết rằng trong thời gian ngắn tiếp theo hắn đã không có nới lỏng trận môn. Hắn một bên dùng thần thức nhận khống chế, một bên là cầm một viên ích cốc đan bỏ miệng. Nhưng Diệp Mặc mới luốt đan dược vào cũng là cảm giác vị trí thiên huyền trận môn đang nới lỏng. Hơn nữa nới lỏng càng lúc càng lớn. Điều đó không có khả năng. Diệp Mặc lập tức ngay dại, vị trí thiên tuyển lúc này sao có thể lưới lỏng? Cho dù lưới lỏng cũng là lưới lỏng diêu quang trận môn, nhưng cái loại lưới lỏng này căn bản không có biện pháp rời khỏi. Nhưng sự thật đang xảy ra, thiên huyền vị trận môn chẳng những lưới lỏng, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lập tức bắt cơ hội bắt đầu hướng thiên tuyển rót chân nguyên. Hắn phải bắt lấy cơ hội để thiên tuyển vị lưới lỏng càng lớn. Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa, trình độ trận pháp của hắn là đạt đến trình độ nhất định, hơn nữa tệ thành một thể. Một số đại sư trận pháp tu chân giới cũng không nhất định lợi hại hơn so với hắn. Hắn rất nhanh hiểu ra nguyên nhân thiên tuyền vị trận nới lỏng, nguyên nhân chỉ có một,
Chính là ở trận pháp bên ngoài, đối ứng trận pháp cửu tinh có người làm mở trận môn thiên khu vị. Diệp Bạch nhớ tới, phía ngoài thất tình trận pháp chẳng lẽ có người ở ngoài thử theo thiên khu vị muốn tiến vào trận pháp. Là ai? Người bên ngoài thất tình trận pháp Vân Hải. Hẳn là người trong ẩn môn. Tuy rằng rất nghi ngờ nhưng Diệp Bạch biết rằng cơ hội chỉ có một lần, hắn không bỏ lỡ. Cùng một thời gian, Lạc Ảnh và Bắc Phi vì có Khinh Tuyết, Lạc Phi bốn người làm mồ hôi rơi như mưa. Các cô cảm giác sau khi chân khí của mình rót vào vị trí thiên khu, chân khí hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của các cô. Chân khí giống như không cần tiền mà chút xuống. Lạc Ảnh biến sắc, cô biết lập tức xong rồi, cô chỉ biết phương pháp phá trận. Nghĩ lại không tới, dù chân khí bốn người cô động cũng không thể khống chế nổi trận pháp. Nếu là một mình cô, lúc này cô dễ như trở bàn tay, nhưng mà cô hoàn toàn có thể liều mạng bị lội khí cắn trả sau đó thoát khỏi trận pháp. Nhưng giờ là bốn người, một khi một trong đó khóa thoát thân, chẳng khác khiến cho ba người lập tức bị trận pháp treo cổ. Bác Vì sắc mặt tái nhợt tràn là nói, chỉ là cảnh chúng ta sắp chết phải không? Cứu sống như vậy tu vị chúng ta hoàn toàn không còn. Lạc Vì không cách nào kiên trì, một ngụm máu tươi phun ra, cô cảm giác nội khí của mình sắp tiêu hao hết, cả người run rẩy. Khinh Tuyết nhìn qua Lạc Ảnh ánh mắt ảm đạm, cô không phải sợ chết mà là trước khi chết không thấy Diệp Mặc một lần cô không cam. Chị Lạc Ảnh, em cảm thấy giống như là đã khống chế được chân khí của mình. Bác Vì niềm vui bất ngờ phát hiện hiện tượng không khống chế chân khí lúc này là đột nhiên biến mất, cô lắm giữ quyền chủ động. Bọn Lạc Ảnh đều cảm thấy tình huống này, Lạc Ảnh nhẹ thở. Tuy rằng chỉ không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu như vậy chứng tỏ là trận môn sắp mở. Lạc Phi, cô đừng lo. Lạc Phi sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Đừng lo, may mắn hiện tại là không giống vừa rồi. Nếu như cứ như cũ, tôi phỏng chừng xong đời. Đây là chuyện gì? Khinh Tuyết cảm giác rất kỳ quái, loại chuyện này phát sinh vô cùng đột ngột. Lạc Ảnh âm trầm một lát rồi nói, có lẽ trận pháp bên kia nhất định có người hỗ trợ. Tuy việc này đối với chúng ta là chuyện tốt, mọi người không cần phân tâm là chủ động tăng sức. Bốn người rót chân khí rất nhanh là chỗ tảng đá lớn gần các cô. Bốn phía tản ra từng cái đợt ánh sáng nhàn nhạt và kèm theo tiếng động ong ong. Trận pháp sắp mở, bốn người chúng ta nắm chặt tay tránh đi ra ngoài lại không cùng một chỗ. Lạc Ảnh dứt lời bắt tay Linh Khinh Tuyết, Bắc Vi là đồng thời kéo Lạc Phi. Trên đá lớn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực hút mạnh mẽ giống như là cánh cửa thật lớn, nháy mắt đem bốn người quấn vào trong cửa. Vừa lúc đó Diệp Mặc thấy trận môn thiền tuyển vị hoàn toàn lưới lỏng, chân nguyên đột nhiên bạo phát đưa vào trận môn thiên tuyển vị, ngay sau đó hắn hoàn toàn xông vào thiên tuyển vị. Lực hút xoắn mạnh tới, Diệp Mặc lỏng lưới lỏng cuối cùng cũng ra ngoài. Chị Lạc Ảnh, đây là đâu? Chín ngọn núi thật cao. Bác Vi từ mặt đất bỏ lên, nhìn chín ngọn núi, phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục. Chín ngọn núi này cao hơn mặt nước biển mấy ngàn mét. Lạc Ảnh lắc đầu, sau đó cô nói, nơi này còn là có cấm chế cấm bay, chẳng lẽ là tu chân giới, không phải nơi sư đệ tới. Lạc Vi ngây người mới là tỉnh ngộ, cô nhìn chung quanh. Nơi đây là tiểu thế giới mà các cô nói chính là Thần Châu, nơi chúng ta đứng gọi là Thần Châu núi. Hơn nữa lúc trước chúng tôi cũng từ nơi này rời Thần Châu đi thế giới bên ngoài. Em giống như cảm nhận hơi thở Diệp Mặc, Khinh Tuyết đột nhiên thì thào nói một câu. Chương 774, tùng tích Diệp Mặc. Đôi mắt Lạc Ảnh bỗng đỏ, liên tiếp tiếp nhận lời Linh Khinh Tuyết. Chị cũng cảm thấy hơi thở anh ấy. Bác Vì xoáng mắt, cô biết Lạc Ảnh tuy rằng không nhắc tới nhưng nội tâm nàng thường nhớ anh trai mình không ít hơn so với Khinh Tuyết. Lạc Vì ngắt lời, nơi này cách Đàn Thành hơn trăm dặm, chúng ta đi Đàn Thành hỏi thăm tung tích anh Diệp. Đàn Thành là trung tâm ẩn môn, chỉ cần anh Diệp lộ mặt khẳng định nghe ngóng được tin tức. Trong bốn người giờ là Lạc Ảnh là người cầm đầu. Nghe lời Lạc Vì nói, Lạc Ảnh gật đầu. Ở chúng ta tới Đàn Thành trước. Rời khỏi phạm vi núi Thần Châu, Lạc Ảnh dẫn theo Lạc Phi bốn người rất nhanh rời khỏi Đàn Thành. Bốn người ngoại trừ Lạc Phi ra còn ba người cũng có thể đạp kiếm bay. Điều này làm cho Lạc Phi thấy rất buồn. Lạc Ảnh nhìn ra tâm trạng Lạc Phi, đi đến trước mặt Lạc Phi nói, Lạc Phi về sau cô hãy cùng tôi tu luyện. Sư đệ không nói gì. Ở thế giới ẩn môn thực lực là vua, Lạc Ảnh không muốn Lạc Phi bởi vì thực lực không đủ bị người ta ức hiếp. Lạc Phi mặt lộ vui vẻ nhưng cô lập tức kịp phản ứng, lập tức nói, cảm ơn chị Triệt Ảnh, tôi về sau tôi. Lạc Ảnh dường như hiểu Lạc Phi muốn nói gì, cô dứt khoát nói, chúng ta vẫn là chị em. Phải xưng hô sư phụ tôi ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may Lạc Phi và mấy người Lạc Ảnh rất quen thuộc, nghe xong Lạc Ảnh nói cũng không nói thêm. Chị Khinh Tuyết, chị có phát hiện ra thành phố này thật lớn không? Nếu so với Lạc Nguyên Thành chúng ta kiến tạo tường thành sẽ phải lớn hơn nhiều so với nơi này hay không? Đờ Bắc Phi nhìn Đàn Thành hùng vĩ cao lớn không khỏi ngạc nhiên thán phục. Lạc Phi lại gật đầu, ngắt lời. Đúng vậy, Đàn Thành là ẩn môn thành thị lớn nhất.
Ở thế giới thế tục bên kia biển rộng, còn có một cái thành thị rất lớn là Hàng Thủy Thành. Về sau tôi có thể dẫn mọi người đi xem. Tuy nhiên Hàng Thủy Thành tôi cũng chỉ nghe nói qua, cũng chưa từng tới. Được rồi, tuy nhiên là phải tìm anh trai mới được. Bắc Vì lỏng lo lắng cho người anh trai mình còn không ít hơn hai bà chị dâu. Anh trai là người thân duy nhất với cô, hơn nữa anh trai đối xử với cô rất tốt. Bốn người mới vào đàn thành lập tức hấp dẫn gần như mọi ánh mắt. Bốn mỹ nữ hiện ra nơi phồn hoa, thực lực là vua. Muốn không làm cho mọi người chú ý rất khó, huống chi bốn người đi cùng nhau. Nhưng là cảnh Kinh Tuyết tuyệt đại tào nhã khiến nhiều người không dám tiến tới. Bởi đàn thành này, một khi anh đắc tội nhân vật lớn, chết thế nào là anh không biết. Cho tới khi bốn người vào một khách sạn, người trên phố mới dần rời đi. Bắc Vì gọi người phục vụ khách sạn hỏi: "Tôi muốn hỏi thăm một người." Lạc Phi biết Bắc Vì muốn nghe ngóng chuyện, cô vội vàng nói: "Bắc Vì làm vậy không được, đàn thành mỗi ngày có rất nhiều người ra ra vào vào hơn nữa ở đây. Em hỏi như vậy cũng vô dụng, trừ khi là người rất nổi tiếng. Đợi lát nữa, chúng ta đi thành chủ phủ, tìm thành chủ phủ tuyên cáo thông báo. Chỉ nghĩ như vậy mới tìm được anh Diệp." Đợi Bắc Vì gật gật đầu nói: "Chị nói cũng đúng, tuy nhiên anh trai tới đây cũng là rất nổi tiếng. Vị tiểu thư này, tôi ở khách sạn này coi như là mật thám. Cô nói một chút, người cô muốn hỏi tên gì, có lẽ tôi cũng biết. Tên này trời sinh thích lắm miệng, hơn nữa là đến khách sạn ăn cơm là bốn vị cô gái xinh đẹp cho nên là chủ động do hỏi." Kinh Tuyết không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: "Anh ấy tên Diệp Mặc, anh biết không?" Tên này nghe hai chữ Diệp Mặc sắc mặt thay đổi, thậm chí ngay cả nói cũng không nói, xoay người rời đi. Khách sạn mới vừa rồi là vô cùng huyền áo, ánh mắt mọi người chằm chằm nhìn tứ mỹ nữ. Nghe được Kinh Tuyết hỏi vậy đều đã tựa đầu xoay đi, rất nhiều người là chuyên tâm ăn cơm mà ngay cả tiếng nói cũng nhỏ hơn. Sao lại thế này? Bắc Vì kinh ngạc nhìn tứ phía thay đổi, có chút không hiểu. Tuy nhiên cô hỏi xong không đợi đám lang ảnh trả lời, lập tức bước tới trước mặt là tên phục vụ vừa rồi cản đường cậu ta. "Vì sao nghe thấy tên anh trai tôi cậu còn muốn bỏ đi? Mau nói đi, còn không nói thì đừng trách tôi không khách khí." Dính tới vấn đề Diệp Mặc, Bắc Vì rốt cuộc không bình tĩnh nổi. Cô hai, tôi chưa bao giờ nói xấu Diệp tiền bối, chị bỏ qua cho tôi." Tên này hận chết vừa rồi mình lắm mồm. Y nếu biết rằng người bọn họ muốn hỏi là Diệp Mặc y chắc chắn không hỏi. Bắc Vì lạnh lùng nói: "Chỉ cần nếu nói chuyện của Diệp Mặc ra tôi tha cho cậu, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Lúc này người còn lại trong khách sạn đứng lên tựa hồ muốn rời đi. Bắc Vì bỗng nhiên bắt đầu tức giận nói: "Hôm nay tôi không hỏi được tin tức, ai cũng không được phép ra khỏi đây. Trừ khi trong các người ai có thể nói cho tôi tung tích anh trai tôi, nếu không..." Nghe xong lời Bắc Vì, người muốn đứng lên rời đi liều ngồi xuống, họ dường như là sợ hãi cô gái xinh đẹp đột nhiên nổi bão. Tôi nói, Diệp tiền bối là nhiều năm không xuất hiện ở đây. Tên phục vụ nườm nớp lo sợ. Bắc Vì giận dữ: "Nếu anh trai tôi vài năm không tới đây, các người tại sao biểu hiện như vậy?" Tên phục vụ lại lườm lớp lo sợ, căn bản không dám trả lời. Lúc này một cái thanh niên ôm quyền ngồi cạnh đi tới nói: "Các vị tiểu thư, tôi là Lỗ Hà Khôn phái Đô Thiên. Nhờ phúc Diệp tiền bối, phá Đô Thiên của tôi hiện tại là ẩn môn hạng nhất. Về sự tình Diệp tiền bối, người thường không ra nói, nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết." Được Bắc Vì đánh giá người đàn ông trẻ tuổi một chút, buồn tên phục vụ ra nói: "Ồ, anh biết vậy thì nói cho tôi biết, anh Diệp Mặc rốt cuộc làm sao?" Lỗ Hàn Khôn mặt như quan ngọc, sáng người thon dài lớn lên anh tuấn, hơn nữa tóc dài phía sau kéo thành một búi, phối hợp với thành trường kiếm sau lưng không ngờ là người đàn ông ngọc thụ đón gió. Lỗ Hà Khôn ôm quyền làm lễ mấy người lạc ảnh, sau đó nói: "4 năm trước, bởi vì vợ của Diệp Mặc là Mục Tiểu Vận bị Thái Hết Môn cướp." Nghe câu này Lạc Ảnh và Khinh Tiết tay run một chút. Diệp Mặc trong này không ngờ lấy vợ. Bắc Vì cúi đầu, cô có chút hổ thẹn với chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Mặc dù đối với cô mỹ nữ như anh trai càng nhiều càng tốt, nhưng mà không công bằng đối với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Tuy nhiên Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thần thái rất nhanh khôi phục bình thường, dường như không có chuyện gì phát sinh. Lỗ Hà Khôn lại không cảm giác mà tự lò nói: "Vốn Thái Hết Môn muốn có được Mục Tiểu Vận, nhưng hoàn hảo lúc đó Diệp tiền bối chạy tới. Diệp tiền bối ở bên trong đại hội thi đấu cấp bậc ẩn môn núi Thần Châu đại phát thần huy, giết hơn 10 cao thủ tiên thiên và địa cấp. Sau đó anh ta liên tục tiêu diệt hơn 10 môn phái đối nghịch như là Thái Ất, Sòng Tử, Kiếm Tông, Đoán Khí Thương." Lạc Phi nghe lại run lên, đổ một ly trà trước mặt mà không biết nội tâm làng là vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc một người không ngờ giết cao thủ tiên thiên nhiều như vậy, hơn nữa là diệt Thái Ất môn, là một loại môn phái hạng nhất, đây quả thực là nghe mà rợn người. Diệp Mặc lợi hại đến trình độ này sao? Đây chẳng phải hắn tùy tiện cũng có thể tiêu diệt môn phái Từ Hàng Tĩnh Tra của mình. Hơn nữa phái Đồ Thiên vốn chỉ là một ẩn môn nhất đẳng, bây giờ biến thành ẩn môn hạng nhất. Không ngờ mấy năm ẩn môn xảy ra biến hóa lớn như vậy, không biết sư tỷ sư muội mình thế nào.
Đám Lạc Ảnh Khinh Tuyết nghe tới đó còn tưởng bởi vì Diệp Mạc giết nhiều người như vậy mới khiến người ta sợ hãi. Nhưng Lỗ Hà Khôn lại nói tiếp: với uy thế của Diệp tiền bối, người bình thường không dám bất kính. Nhưng Diệp tiền bối mấy năm đó là hoàn thành việc này, khắp nơi đi tìm người vợ Mục Tiêu Vận. Mấy năm gần đây lại là mai danh ẩn tích. Mà mấy năm trước đệ tử Thái Hết Môn chạy trốn đều trở về dưới sự dẫn dắt một người tên là Mạc Hữu Thâm lần lượt thành lập Thái Hết Môn. Tuy rằng hiện giờ địa vị môn phái hạng nhất Thái Hết Môn bị Đồ Thiền chúng tôi chiếm, nhưng bọn họ vẫn là môn phái nhất đẳng như cũ. Anh nói Diệp Mạc vài năm không có tin tức. Khinh Tuyết run giọng, hiển nhiên lòng kích động. Thấy Khinh Tuyết tuyệt sắc, mỹ nữ chủ động hỏi Lỗ Hà Khôn, lòng lại nhiệt thiết, y lập tức gật đầu. Đúng vậy Diệp tiền bối, nếu không phải vài năm không xuất hiện, Thái Hết Môn cũng không dám tạo dựng thêm một lần nữa. Nếu mà Diệp Mạc vài năm không tin tức, vì sao vừa rồi tên phục vụ nghe câu hỏi của chúng tôi là không dám trả lời? Khinh Tuyết lạnh giọng. Lỗ Hà Khôn một chút không cảm thấy thanh âm lạnh như băng của Khinh Tuyết mà lại cẩn thận trả lời. Đó là vì một tháng trước có một cái tên thiếu niên đi tới Tàn Thanh, cậu ta giống các cô, đầu tiên là hỏi thăm tung tích Diệp tiền bối. Nhưng cậu ta trên đường hỏi thăm tung tích Diệp tiền bối bị một cái gã trưởng lão lửa bước tiên thiên Thái Hết Môn biết. Thái Hết Môn nghe biết là hỏi thăm Diệp tiền bối, trầm chọc Diệp tiền bối tại chỗ, để tên thiếu niên kia sớm có đi, lại mắng Diệp tiền bối là rùa đen rụt đầu không dám ra đây, nếu dám ra đây Thái Hết Môn là tìm hắn báo thù. Muốn chết, dám nói anh trai tôi như vậy, Bắc Vi giận dữ. Quả nhiên người trong khách sạn nghe thấy Bắc Vi nói vậy lại là một đám thấp đầu. Lỗ Hà Khôn khẽ mỉm cười nói, lúc ấy tên thanh niên kia cũng nói như thế, nhưng cậu ấy nói là Diệp Mặc là sư phụ. Thái Hết Môn người lọ nghe thấy vị thiếu niên kia là đệ tử Diệp Mặc lập tức muốn giết cậu ta. Kết quả hai người động thủ ở Đan Thanh, thiếu niên kia dùng hai chiêu giết cao thủ Thái Hết Môn. Cái này còn chưa tính, cậu ta truy giết nơi rừng chân Thái Hết Môn ở Đan Thanh, sau đó là giết vài cái tên cao thủ địa cấp, thậm chí toàn bộ đệ tử Thái Hết Môn ra khỏi Đoàn Thanh đuổi đi. Đám Lạc Ảnh nghe đến đó mới hiểu, hóa ra là người khác không dám trả lời mình, một là sợ người Thái Hết Môn tìm bọn họ gây phiền phức, hai là sợ mấy người phía mình cũng là làm khó bọn họ, không muốn liên quan tới Diệp Mặc. Chương 775, Lạc Nguyệt có biến. Mấy vị chắc mới tới Đàn Thành, nếu không ngại thì để tại hạ đưa các vị tham quan một chút Đàn Thành. Lỗ Hà Khôn sau khi trả lời Bắc Vi xong, mặt hiện sự kỳ vọng. Không cần đâu, cảm ơn anh. Bắc Vi xua xua tay thất vọng trở về chỗ ngồi. Lỗ Hà Khôn chưa từ bỏ ý định, ôm quyển nói, nếu mấy vị muốn tìm Diệp tiền bối thì tại hạ có thể giúp đỡ, vì thần tương hội chính là của Tử Hoa Tiên Tử Đồ Thiên Phái chúng tôi. Câu nói lần này Lỗ Hà Khôn bị một cái giọng nữ trong trẻo cắt ngang. Lỗ sư đệ, cậu lùi xuống, ở đây không có chuyện của cậu. Lỗ Hà Khôn thấy một người con gái từ cửa bước vào lập tức ngừng lời vội nói, vâng, Vân sư tỷ. Vân Tử Y đi về phía đám người, lòng ngầm kinh ngạc. Có nhận được tin tức mấy nữ tử tìm Diệp Mặc, cứ nghĩ là Mục Tiểu Vận, không ngờ là Mục Tiểu không phải. Nhưng mà khí chất dung mạo những người này không ai thua kém cô ta. Khi Diệp Mặc mới tới nơi, nhìn một lượt, sau đó lòng kích động. Quả nhiên trở lại, thất tình trận pháp này có thể nói là một lối vào, nói cách khác là một cái cổng truyền tống. Nhưng với trình độ của Diệp Mặc trận pháp hiện nay, hắn nhanh chóng nhận ra bất đồng. Đây là chỗ sâu dãy núi Hoàng Đoạn của Bắc Đẩu thất tình. Nhưng trận pháp này dường như mới bị mở ra, hơn nữa còn bị phá hỏng. Diệp Mặc nhớ tới hồi mình ở núi Thần Châu, trận pháp Bắc Tinh bắt đầu đột nhiên xuất hiện cửa trận buông lỏng, xem ra thực sự có người là cố gắng mở thất tình trận pháp, kết quả giúp mình, tuy nhiên chính là lại là giúp mình là kẻ giúp đối phương. Nhưng có thể hiểu trận pháp này, biết ở đây có thất tình trận pháp, theo Diệp Mặc nghĩ phần lớn là người ẩn môn. Diệp Mặc lắc đầu bỏ suy nghĩ, giờ hắn muốn tìm là lập tức về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc thần thức rất mạnh mẽ, khi hắn bước trên phi kiếm, thần thức phóng ra lập tức hiện ra khe sâu ở nơi khác, nơi đó là dấu trận pháp trăng. Nếu nói về thần thức, hiện nay Diệp Mặc là mạnh hơn gấp 10 lần so với ban đầu. Nói về tu vị, trận pháp cũng là mạnh hơn lúc đầu không biết bao nhiêu. Cho nên trận pháp được giấu kín, hắn chỉ nháy mắt có thể thấy. Phát hiện trận pháp ẩn nặc chỗ sâu dãy núi Hoàng Đoạn, Diệp Mặc lập tức xông vào trận pháp. Mặc dù trận pháp này đối với hắn trước kia rất khó phát hiện, nhưng giờ Diệp Mặc hiện nay là nói phát hiện đơn giản, đến tiến vào cũng không khó khăn. Trận pháp ẩn nặc ở trên chỗ đất bằng một vách núi, mà trên đất bằng có một cái cây, trên cây có 10 quả đỏ rực. Khi nhìn thấy loại cây này, Diệp Mặc lòng kích động, nghẹn không nên lời. Chẳng tiểu thế giới là tìm đi tìm lại, gần như tìm khắp cả tiểu thế giới, nhưng lại có được đơn giản như vậy sao? Đây là một cái cây khổ thập niên, Diệp Mặc khẳng định đây là cây khổ thập niên do tổ tiên Mông Cửu Sơn phát hiện.
Nhưng cái cây này không ngờ là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Khổ tập nghiền hơn 800 năm. Diệp Bạc nghĩ thầm, nếu mà rời cây này tới trồng tại tiểu thế giới, sau đó là truyền môn bán khổ thập niên thì hắn phát tài rồi. Nhưng Diệp Mạch rất nhanh là bình tĩnh lại. Không nói có thể rời cây này hay không, việc quan trọng bây giờ là chưa có nơi nào để trồng cây này vào. Hắn chưa có linh dược viên. Cho dù là ở tu chân giới, có được linh dược viên ít nhất là tu vị hậu kỳ kết đan. Hắn tuy là thế giới dưới vàng nghịch thiên, tiếc rằng bây giờ thế giới kia vẫn là một cái mảnh mờ mịt, không những không thể trồng gì mà ngay cả hắn cũng không vào được. Điều duy nhất có thể là bảo tồn đồ vật không bị hỏng. Nhưng bất luận mà thế nào nói thì khổ thập niên này lòng Diệp Mặc cũng vui mừng khác thường. Hắn lấy 10 hộp ngọc khắc họa một cách cẩn thận trận pháp, sau đó là 10 quả khổ thập niên cho vào hộp ngọc, rồi lại đem hộp ngọc để vào thế giới giấy vàng của mình. Sau khi làm xong, Diệp Mặc bố trí vài cái trận pháp xung quanh cái cây khổ thập niên. Hiện giờ hắn không thể đào cây này, không có nghĩa là sau này hắn không đào nó đi. Lạc Nguyệt Thành lúc này không phải Lạc Nguyệt Thành của mấy năm trước khi Diệp Bạc rời đi. Số người ở Lạc Nguyệt Thành hiện nay là khoảng 2 triệu. Vì khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt phát triển, quy hoạch hợp lý nên là Lạc Nguyệt lúc này là nơi mà bất cứ ai trên thế giới muốn tới. Lạc Nguyệt Thành lúc này có vẻ rất yên ả, thực tế là sóng gió cuộn trào. Vì lãnh đạo tối cao của Lạc Nguyệt Thành Diệp Bạc mất tích gần 10 năm, mà vợ Diệp Bạc Lạc Ảnh và Linh Khinh Tuyết không hề lưu tâm tới quyền lực Lạc Nguyệt. Vào năm trước cùng em gái Diệp Bạc Bắc vì rời Lạc Nguyệt đi tìm Diệp Bạc, cho nên quyền lực đều rơi vào tay Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình. Mà Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa đều là cuồng nhân tu luyện. Sau khi Lạc Nguyệt ổn định, phần lớn thời gian dành cho tu luyện. Hơn nữa, Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình đều biết thành phố này là của Diệp Mặc nên là khi Diệp Tử Phong và Diệp Lăng làm chủ, không ai thì không thỏa đáng cả. Hư Nguyệt Hoa còn được về việc xây dựng Lạc Nguyệt rất quan tâm, nhưng Hứa Bình gần như là tinh thần dành hết cho việc tu luyện. Nhưng sự việc gần đây là chạm vào làn danh của Hư Nguyệt Hoa với Hứa Bình. Tất cả cấp cao Lạc Nguyệt thành lần nữa triệu tập đại hội. Thế rằng đại hội là Hư Nguyệt Hoa đề ra, nhưng cô lại cảm giác bất an. Thành chủ Hư Nguyệt Hoa, phó thành chủ Đồng Húc Trần, phó thành chủ Diệp Tử Phong, phó thành chủ Diệp Lăng, tổng chỉ huy quân đội Hứa Bình, bộ trưởng thương nghiệp Thẩm Thiên Thiên, tư lệnh hải quân Thần Đức, tư lệnh lục quân Diệp Thực Hoa, bộ trưởng khoa học kỹ thuật Đồng Nana, bộ trưởng bộ ngoại giao Đồng Sung. Hư Nguyệt Hoa nhìn phòng họp đông đúc lòng thấy cô đơn, cô nhận ra rất nhiều người xa lạ. Năm đó hợp tác Úc Siệu Đồng Tàng Giang Nghiêm này ở đâu? Tư lệnh hải quân năm đó Hỏa Ức Niên đâu? Quách Khởi, Lý Tam Đào, thậm chí khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt cuồng nhân Diệp Tinh đâu? Tại thời khắc Hư Nguyệt Hoa cảm thấy cô phụ lòng kỳ vọng Diệp Mặc, không ngờ vô tình khiến Lạc Nguyệt thành ra thế này. Cô chỉ lo phát triển khoa học kỹ thuật Lạc Nguyệt, dốc sức xây dựng thiết bị cơ sở cho thành Lạc Nguyệt, thời gian còn lại là cô dùng tu luyện, không ngờ cấp cao Lạc Nguyệt biến thành thế này. Nếu mình không phải là người của Diệp Mặc chỉ định nam thanh chủ, nếu Hứa Bình không phải nhị ca Diệp Mặc, hai người bọn họ có thể lên vị trí này. Hoặc nếu như không phải cô và Hứa Bình đều là tu vị đỉnh phong địa cấp, liệu bọn họ có giữ được vị trí ngày hôm nay không? Còn về phía dưới lớp vỏ bọc, có một cái một Đồng Húc Trần có quyền lực lớn hơn bản thân mình, cô không hề biết lai lịch hắn, thậm chí cô không biết lúc nào y leo được vị trí cao như vậy. Hư Nguyệt Hoa sững sờ thì phó thành chủ Đồng Húc Trần đứng trước cô vỗ vạch cái microphone nói: hội nghị ngày hôm nay do tôi và thành chủ Nguyệt Hoa chủ trì, vì sự rời đi của bộ trưởng Diệp Tinh nên là bộ khoa học kỹ thuật rất nhiều tư liệu, thậm chí cả bộ trưởng mới nhậm chức Đông Nana cũng không hoàn toàn kiểm tra được bất cứ lúc nào. Hư Nguyệt Hoa lỏng tức giận, tên Đấu Húc Trần thực sự là quá cản sỡ. Đứng trước Lạc Nguyệt Thành phồn hoa náo nhiệt, Diệp Mặc bỗng có gì bùi ngùi. Vừa đi mấy năm, trong mấy năm này Diệp Tinh và Hư Nguyệt Hoa rõ ràng là không phụ lòng kỳ vọng quán, xây dựng Lạc Nguyệt Thành không tệ. Hắn thậm chí cảm giác gần gũi quê hương, muốn nhanh chóng gặp Lạc Ảnh Kinh Tuyết, nhưng lại không biết sau khi gặp họ phải đối mặt thế nào. Con đường trước mặt là tiếng ầm ĩ truyền lại, Diệp Mặc nhìn theo hướng đó, thành ngầm nhìn thấy một cái cửa hàng phục trang có người đập phá. Diệp Mặc cau mày, ở Lạc Nguyệt Thành sao có chuyện như vậy? Phụ trách trị an Lạc Nguyệt Thành suốt cuộc làm gì? Viên Cùng, Lãnh à? Sau khi chen vào, hắn phát hiện ra chủ cửa tiệm là người quen hắn. Khi hắn tới Lưu Xà Thành lập dược phẩm Lạc Nguyệt, Viên Cùng cũng là một người chị tên là Viên Mai Hương. Lúc trước Diệp Mặc chính là trên tàu tới Lưu Xà quen Viên Cùng và chị hắn. Còn Tàng Giang Nghiêm, không ngờ là Viên Cùng mở cửa hàng ở Lạc Nguyệt hơn nữa. Với cái vẻ nguyền não của anh ta mở ở Lạc Nguyệt mà vẫn bị đập phá, rốt cuộc là thế nào? Viên Cùng mắt lúc này hai má đỏ bừng, tay cầm một cái tích côn chuẩn bị chống đối với cái vài tên trần tuần tra trị an. Anh ta đằng sau có người phụ nữ, hẳn là vợ anh ta. Anh ta nghe thấy Diệp Mặc quay đầu lại nhìn, giây phút thấy Diệp Mặc lập tức ngây ra. Anh ta lặng người hồi lâu, thiết côn trong tay rơi lúc nào không hay. Viên Cùng, sao thế này? Diệp Mặc không hỏi, lại hỏi thêm câu nữa. Viên Cùng bỗng quỳ xuống nức nở. Diệp đại ca là Diệp đại ca sao? Đại ca trở về rồi sao?
Diệp Mạc kéo viên củng, lạnh lùng nói: rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao xảy ra việc đập cửa hàng? Tên Phương Vĩ khốn kiếp đâu rồi? Lần này không đợi viên củng trả lời, mấy cái tên bảo vệ trực an vậy lấy Diệp Mạc, đội trưởng cầm đầu duy trì trật tự trước mặt Diệp Mạc liếc nhìn mới nói: mày là ai, lại dám nhúng tay vào việc chấp pháp Lạc Nguyệt? Mày không muốn sống à? Cứ bắt hắn ta rồi tính tiếp. Diệp Mạc hừ một tiếng, hắn căn bản không hỏi nguyên nhân, chỉ túy nhấc tay nhấc chân có thể đánh gãy rời chân mấy cái tên này, bất kể ai đúng ai sai, nhưng kiểu chấp hành này hắn không cần. Mấy tên tuần tra không nghĩ Diệp Mạc lợi hại như vậy, hơn nữa còn không nói đạo lý, thậm chí một câu không thèm đánh gãy chân chúng. Trong phút chốc mấy tên này nằm rên trên đất. Diệp Mạc càng thêm bực, liền cho rằng mấy cái tên khốn này đi luôn, nếu không phải nơi này đông dân, hắn sớm là cho mấy quả cầu lửa diệt chúng. Sao thế này viên củng, cậu nói đi. Diệp Mạc giọng lạnh buốt, hắn tuyệt đối không cho phép thanh quán có việc ức hiếp dân chúng, ai dám. Hắn giết không giải thích. Chương 776, mày là ai? 25 trước sau khi Ninh Thành chủ rời Lạc Nguyệt Thành, trưởng phòng tài vụ mới tới nói chị tôi làm gì đó mờ ám lên à. Trên sổ sách tài vụ của dược phẩm Lạc Nguyệt nhốt chị tôi vào nhà tù. Tiệm này của tôi đã mua khi Lạc Nguyệt Thành mới lập. Bây giờ bởi vì vấn đề chị tôi không thể tiếp tục ở dược phẩm Lạc Nguyệt làm việc, chỉ có thể tự mình mở tiệm. Giọng điệu viên cũng buồn bã, chỉ có thể nghĩ tới chị mình. Diệp Mạc nhíu mày, Khinh Tuyết đi rồi. Thần chí hắn lập tức quét ra ngoài, quả nhiên không thấy Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, thậm chí Bắc Vì cũng không thấy. Hắn chỉ thấy Hư Nguyệt Hòa đang chủ trì hội nghị, nhưng người tham dự hội nghị hắn không ngờ phần lớn là nhận không ra. Trước đâu, cái tên Hoàng Tư lệnh Hải quân đâu, Tàng Giang Nghiêm Quách Khởi không thấy, ngay cả Diệp Tình cũng không thấy. Diệp Mặc càng nhìn càng không thoải mái, thần chí quét qua phạm vi 20 dặm không thấy. Viên Củng lại không biết Diệp Mặc nghĩ gì, tiếp tục nói: vốn tôi mở cửa tiệm cũng im lặng, nhưng sau đó không biết anh Phương Vĩ vì nguyên nhân gì mà bị nhốt lại. Cái gì? Cậu nói Phương Vĩ bị nhốt? Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, viên mày hường làm tài vụ ở dược phẩm Lạc Nguyệt nói sổ sách cô ta làm vấn đề. Việc này Diệp Mặc không điều tra nhưng khả năng là có thể tồn tại. Nhưng Phương Vĩ bị bắt giam, xem ra lại bất thường. Diệp Mặc hiểu tính cách Phương Vĩ, cậu ta trung thành với Lạc Nguyệt, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp, sao bị bắt giam? Viên Củng gật đầu. Đúng vậy, bởi vì anh Phương bị bắt, những người tài giỏi đều không cách nào. Những cái tên này là Đông Gia phái tới. Đông Gia bây giờ là thế lực lớn nhất Lạc Nguyệt Thành. Một người dưới tay Đông Gia nhìn chúng cửa hàng tôi là sau đó muốn cướp đoạt. Diệp Mặc sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn đưa chân lên đá văng vài cái tên lính tuần tra đứng ở trước cửa, sau đó nói với Viên Củng: xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Hư Thành chủ một chút cũng không biết, hoặc là cô ta không biết hay là không nghĩ? Viên Củng lắc đầu: việc này tôi không rõ, tôi viết thư cho Hư Thành chủ nói chị tôi bị oan, nhưng không có tin hồi đáp. Hơn nữa là sự tình của tôi và chị tôi ở Lạc Nguyệt Thành coi như còn đỡ. Năm trước một gia đình người châu Âu mới tới, bởi vì một cô con gái xinh đẹp bị đồng trịch nhà Đông Gia thích, muốn cưới con gái làm nhà con gái người kia. Kết quả nhà kia không đồng ý, nhưng ngày hôm sau tất cả mọi người trong nhà bị giết. Hơn nữa cô gái của nhà đó bị cưỡng gian, sau đó cũng giết chết. Khi cảnh sát điều tra kết luận nhà này tự sát. À, tự sát hay quá. Diệp Mặc trong mắt gần như không có lửa ý cười. Diệp Mặc nói xong không muốn dừng lại chỗ này chút nữa. Tôi không đồng ý lời của Đông Thành chủ, toàn bộ văn kiện cơ mật bộ phận khoa học kỹ thuật ngoại trừ Hư Thành chủ, ngay cả tôi cũng không thể tùy ý xem. Trưởng phòng Đông Nana tới Lạc Nguyệt mới bao lâu, trừ khi cậu em trai thứ ba của tôi tự mình ký tên, nếu không bất cứ kẻ nào cũng không cho phép tùy tiện ra vào. Hứa Bình lập tức phản bác lời Đông Húc Trần. Đông Húc Trần lại lạnh lùng nói: Hứa tổng, tôi đề xuất ý kiến này là thông qua, nếu không tôi không cần đề nghị. Hư Thành chủ, cô có thể đề nghị biểu quyết dùng số phiếu quyết định. Hư Nguyệt Hòa biết nếu không phải là vào phòng tài liệu cơ mật, nhất định phải có một cái tấm ngọc bài. Đồng Húc Trần căn bản không cần quyết định trên hội nghị. Lúc trước khi Diệp Tinh đi rồi, ngọc bài phòng điều tra cũng là ở chỗ cô. Tư lệnh Lục Quần Diệp Thực Hòa bỗng đứng lên: tôi đồng ý đề nghị Đồng Thành chủ. Hơn nữa tôi cho rằng vị trí thành chủ không thay đổi cũng không có lợi đối với Lạc Nguyệt. Tôi đề nghị về sau 4 năm tuyển cử thành chủ một lần. Hư Nguyệt Hòa giận dữ, tuy rằng lâu ngày ngồi trên chức vị cao, nhưng thực chất cô không phải là chính cách. Hỉ nộ cô xuất hiện ở nhan sắc, chưa từng có người dám trước mặt cô nói đổi thành chủ. Vị thành chủ này là Diệp Mặc cho cô. Cô không phải để ý vị trí thành chủ, cái cô để ý là mình phụ kỳ vọng Diệp Mặc.
Thấy Hương Nguyệt Hòa giận dữ, Đồng Húc Trần lòng cười lạnh. Mấy thằng nhà quê cũng dám quạt một cái thành thị lớn như vậy, ngay cả sự tức giận lộ ra mặt, khó trách mấy năm qua là đoạt lấy 70-80% chính quyền Lạc Nguyệt. Diệp Tử Phong ho khan đứng lên nói, vị chứ hư thành chủ do anh tôi quyết định, việc này hay không liền động tới nếu anh tôi trở lại tôi. Phương Lan nghe Diệp Tử Phong nói lập tức kiều mị, Tử Phong, hiện tại chúng ta đang thảo luận chuyện lớn, loại chuyện này là chuyện quốc gia đại sự, cũng không có anh không thể bởi vì cảm tình cá nhân nói lời đó. Chúng ta kết hôn mấy năm rồi, anh nghĩ xem em vì một chút chuyện riêng mà làm phiền tới anh không? Đúng vậy Tử Phong thành chủ, Diệp Mặc mấy năm nay là không trở lại, nếu như chẳng may bên ngoài xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Lạc Nguyệt chúng ta dậm chân tại chỗ như vậy? Hơn nữa quân đội Lạc Nguyệt chúng ta cũng là đồng ý kiến đổi thành chủ mới. Đồng Húc Trần cười hà hà nói, Hứa Bình tức giận, tôi đồng ý khi nào? Tôi đại diện quân đội kiên quyết không đồng ý. Anh đại diện quân đội, vậy thì Diệp Thực Hoa thần đức đại diện cho cái gì? Đồng Húc Trần trầm trọc. Diệp Thực Hoa và thần đức đứng lên lạnh giọng, chúng tôi là đại diện lục quân Lạc Nguyệt ủng hộ đề nghị của đồng thành chủ. Ai không đồng ý hỏi trước binh lính chúng tôi một chút, hay cả Diệp Mặc lập tức quay lại không đồng ý cũng phải hỏi binh lính tôi. Tốt lắm, tôi chính là không đồng ý, để binh lính của anh ra cho tôi hỏi một chút. Một thanh âm lạnh như băng, tất cả mọi người trong phòng họp nhìn ra cửa. Người bảo vệ phòng họp để cho người khác đi tới, không ngờ không có bất kỳ cảnh báo. Tất cả mọi người phòng họp bị thanh âm làm kinh sợ, cùng nhau nhìn chằm chằm người vào phòng họp. Chủ tịch hội đồng quản trị tới. Em ba, cậu chờ đại, anh Diệp. Một đám thanh âm vui mừng vàng khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp, dù sao rất nhiều người nhớ tới hắn. Diệp giáo, Đồng Húc Trần sửng sốt rất nhanh khi phản ứng, đứng lên ôm quyền nói một câu tiếp tục nói. Nơi này giờ là hội nghị cao tầng Lạc Nguyệt, nếu không phiền tôi sai người dẫn anh đi nghỉ ngơi trước đợi chúng tôi họp xong. Diệp Mặc mắt lạnh lùng nhìn qua Đồng Húc Trần lạnh giọng nói, mày là ai? Ai bảo mày ngồi chỗ này? Anh Húc Trần bây giờ là phó thành chủ thứ nhất Lạc Nguyệt Thành, đây là người mọi người tuyên cử. Diệp Tử Phong vội vàng đứng lên nói. Diệp Mặc nhìn lướt qua Diệp Tử Phong không trả lời cậu mà lạnh lùng nhìn Đồng Húc Trần. Đấu Trần sắc mặt phát lạnh, nháy mắt ra dấu với Diệp Thực Hoa. Lúc này Diệp Thực Hoa thấy Diệp Mặc là phát run, hơi sức đầu mà quan sát ánh mắt Đồng Húc Trần, đầu của y cúi thấp không thể thấp hơn. Thấy Thực Hoa không trả lời, Đồng Húc Trần hừ một tiếng thản nhiên. Tôi tên là Đồng Húc Trần, mặc dù là thành chủ Lạc Nguyệt Thành, nhưng vì tới trễ cho nên là Diệp tiên sinh không biết là chuyện thương. Tuy nhiên Diệp tiên sinh mặc dù là quý khách Lạc Nguyệt Thành tôi, nhưng giờ là hội nghị quan trọng cũng chỉ có thể mời anh chịu tủi thân một chút, người đâu? Đồng Húc Trần dứt lời sau, phòng họp đã lập tức ra 3-4 gã đàn ông. Không ngờ hai người là Lửa Bước Tiên Thiên, một người là cao thủ dị năng. Căn cứ phán đoán Diệp Mặc, những cao thủ dị năng này ít nhất là cấp 8. Trước tiên đem hắn dẫn và nhốt đi. Đồng Húc Trần khoát tay nói với ba người đàn ông. Tử Phong bỗng mặt đỏ nói, đồng thành chủ đây là anh trai tôi cũng nè, anh cả của Lạc Nguyên Thanh, anh nói cái gì? Đồng Húc Trần khoát tay nói với Diệp Tử Phong. Tử Phong, việc công là việc công, tư là tư. Vừa rồi Nana đã nói Lạc Nguyên Thanh không phải của Diệp Mặc, là của mọi người, cậu yên tâm. Tôi chỉ ngăn cản hắn làm ảnh hưởng cuộc họp chúng ta, cũng không làm tổn thương hắn. Hiện tại mày chính là đồng gia thế lực lớn nhất Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc mắt lạnh hồi lâu bỗng nói một câu. Những lời này chờ hội nghị chúng tôi hỏi xong đã, Diệp tiên sinh. Đấu Húc Trần giọng rất nhạt, giống như hết thảy là làm trong khống chế y. Đấu Húc Trần nói xong lập tức nhắm hai mắt. Ba các cao thủ đánh tới Diệp Mặc, Hứa Bình lập tức động thủ, tuy nhiên Diệp Mặc quát tay nói với cậu ta. Sau khi Hứa Bình không cần lo lắng, Diệp Mặc hừ một tiếng không có ngông nghênh như vậy. Không ngờ có thể mời đến cao thủ, nhưng cao thủ này mời một người không đơn giản, mà Đồng Húc Trần không ngờ mời được ba người. Hơn nữa không ngờ có thể ngồi ở vị trí chủ trì hội nghị. Có thể thấy lai lịch Đồng Húc Trần tuyệt không đơn giản, có thực lực mạnh như vậy, Hương Nguyệt Hoa bị đá xuống cũng là bình thường. Chỉ có điều Diệp Mặc không hài lòng chính là thái độ Tử Phong là em trai mình. Tử Phong không ngờ là đang giúp Đồng Húc Trần. Diệp Lang mặc dù không nói chuyện, nhưng Diệp Mặc từ trong ánh mắt làng có thể thấy được chút áy náy. Bởi vậy có thể thấy được nói không chừng Diệp Lang cũng là trợ giúp họ Đồng này. Nếu ở thời điểm trước đây khi Diệp Mặc tiến vào tiểu thế giới, ba cao thủ này thực sự có khả năng khiến Diệp Mặc chịu thiệt thòi. Nhưng hiện tại ba người này trước mặt Diệp Mặc chỉ giống như ba con kiến. Diệp Mặc chân nguyên khởi lên, ba các cao thủ đánh về Diệp Mặc lập tức cảm giác mình bị nhào vào bên trong vũng bùn sệt vô cùng, cử động một chút cảm thấy khó khăn. Ba người lập tức biết không tốt, nhưng chờ họ phản ứng Diệp Mặc cũng nả tay lên, ba đạo đào gió khiến ba đầu người nhã nhào ngào trên đất. Đồng Trần ngây dại, ba người này là do y mang tới, y đương nhiên biết lợi hại thế nào. Có thể nói ba người này là đồng thời ra tay, trên đời này không ai đỡ nổi. Hiện tại ba người trước mặt Diệp Mặc gần như ngay cả một chiêu là không tránh được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng những Đồng Húc Trần ngây dại, tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn. Hứa Bình và Hương Nguyệt Hoa là địa cấp đỉnh cao, bọn họ mơ hồ biết sự lợi hại ba người này, nhưng bị Diệp Mặc giết như giết gà. Diệp Mặc không đợi Đồng Húc Trần phản ứng, tới trước mặt Đồng Húc Trần, giơ tay kéo y lên, ném lên không trung tùy ý vẽ vài cái. Không trung là một trận mưa máu. Thời điểm Đồng Húc Trần rơi trên đất, tứ chi không thấy. Diệp Tử Phong ngơ ngác nhìn anh trai chính cậu, vừa rồi là nhân vật thứ hai Lạc Nguyệt,
đảo mắt đã bị anh trai của mình chém đứt tứ chi, mắt thấy liền không sống được. Chương 777, chó gà không thả. Anh trai anh. Diệp Tử Phong quay đầu ngây dại nhìn Diệp Mặc thì thào một câu, cậu ta nghe nói anh trai mình rất lợi hại, hơn nữa là em gái Diệp Lăng cũng nói, đã nghe nói rất nhiều sự tình Diệp Mặc. Dù là sát phạt quyết đoán nhưng tận mắt thấy anh trai chủ động giết người, cậu ta là lần đầu. Chẳng những máu tanh, hơn nữa là người bị giết còn là anh vợ mình. Diệp Mặc giống như không nhìn Tử Phong, đưa tay bắn ra mấy đường, không ngờ ngăn chặn sự chảy máu đông húc lại. Một người chặt tứ chi, máu chảy nói ngừng ngừng, khiến cho tất cả mọi người không tin. Lúc này mọi người trong phòng tỉnh táo. Hứa Bình và Hư Nguyệt Hòa xuất thân là người luyện võ, tinh thần còn đỡ. Mà Thẩm Thiên Thiên là ói lên nói xuống, có biết Diệp Mặc lợi hại nhưng mà bị giết máu cũng là quá tanh. Nhưng mà Thẩm Thiên Thiên không phải đồ ngốc, tuy rằng hiện tại cô là bộ trưởng thương mại nhưng cô biết Diệp Mặc tại sao giết những người này. Hơn nữa cô biết mục đích hội nghị lần này đối với cô mà nói chỉ có thể là bảo vệ chính mình. Diệp Mặc có ơn còn là giúp cô khôi phục dung mạo khiến nàng không gia nhập Đông gia. Vốn trên hội nghị lần này là cô chủ động đề xuất rời khỏi vị trí bộ trưởng thương mại, không ngờ là Diệp Mặc trở lại. Diệp Mặc mắt lạnh nhìn qua Diệp Thực Hòa, thần đức đang chuẩn bị rời khỏi thì nói, nếu các anh ngồi ở chỗ này không rời đi, có lẽ tôi còn có thể cho các anh toàn thây. Nếu dám rời khỏi, giống như cái tên kiêu ngạo vừa rồi, chỉ có điều tên khốn đó hiện tại là không có tứ chi. Anh, Thực Hòa là anh họ em, cũng là người Diệp gia. Diệp Tử Phong rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc mạnh thế nào, cứng rắn không nói đạo lý. Hắn căn bản không cho mình cơ hội giải thích, đem Thực Tử Hòa trở thành người chết. Diệp Mặc rốt cuộc ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Phong. Tử Phong, chuyện thứ nhất anh muốn nói, Lạc Nguyệt không mang họ Diệp, nói khó nghe một chút chính là Diệp Bắc Quang dám đứng chỗ này, giống như là Diệp Thực Hòa anh cũng giết. Chuyện thứ hai, anh nghĩ em xuất thân là đại gia tộc, không ngờ lại ngu như thế. Em làm chủ thành anh không ý kiến, nhưng những người đi theo em nơi này thì sao? Chẳng lẽ bọn họ là phạm cùng sai lầm? Em không cần giải thích, nơi này có người giải thích cho anh biết. Nói xong Diệp Mặc đứng cạnh Đồng Húc Trần còn đang co giật trên đất, một cước đá vào đầu y. Ánh mắt Đồng Húc Trần lập tức tản mạn. Loại phương pháp này của Diệp Mặc cũng chỉ dùng cho những người thường hoặc là người luyện võ cấp thấp. Đối với Từ Trần giả, phương pháp này hoàn toàn không có tác dụng. Tu chân giả chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 1 liền có thần thức. Có thần thức là tu chân giả chả sợ Diệp Mặc khống chế cũng là không thể khiến y mê thở nói thật, bởi vì một khi như vậy, khả năng là đối phương lập tức hồn bay phát lạc. Nói đi, mày tên gì? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Đông Húc Trần cò giật trên đất. Mấy người Hư Nguyệt Hoàng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi Đông Húc Trần không phải nói y tên gì sao? Sao Diệp Mặc còn hỏi? Đông Húc Trần cò quắp trả lời, tôi tên là Đông Phương Húc Trần. Ai phái bọn mày tới? Tới làm gì? Diệp Mặc giọng bình thản. Đông Phương Húc Trần giọng khan khan đáp như cũ, thiếu chủ phái chúng tôi tới. Thiếu chủ cho rằng Lạc Nguyệt Thành phát triển thích hợp cho Tây Đường, hơn Tây Đường chúng tôi muốn đoạt Lạc Nguyệt. Diệp Mặc không để ý tới Đông Phương Húc Trần mà nhìn Đông Sung và Đông Nana còn có chút phát run. Bọn mày cũng không cần nghĩ những cái khác, nếu dám tới Lạc Nguyệt Thành tôi. Diệp Mặc lời chết liền đưa tay kẹp lấy viên đạn, sau đó viên đạn trong tay hắn ném ra ngoài, bịch một tiếng một đoàn xương máu phun. Tay kia của Đông Sùng lấy súng đã bị viên đạn này của Diệp Mặc đánh nổ hoàn toàn, máu tóe lên, văng tung tóe lên người Đông Nana và Diệp Thực Hoa. Diệp Mặc đi qua mấy cái đá, bốn người là Đông Nana, Diệp Thực Hoa, Đông Sùng, Thần Đức bị Diệp Mặc đá tới chỗ trống của phòng họp, ngã sấp một chỗ. Thiếu chủ bọn mày có hay không là Đông Phương Vượng? Tao nghĩ Đông Phương Đường hẳn là không có gan lớn như vậy. Xem ra nhà Đông Phương bọn mày thực là kiêu ngạo, đơn giản như vậy là muốn cướp địa bàn Lạc Nguyệt. Ta thực sự là muốn xem bọn mày mang cái tin này tới cho Đông Phương Vượng, suy cướp được tất cả vị trí cao tầng Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Thành cũng không mang nhà họ Đông Phương. Diệp Bạc nhìn bốn người ngã sấp xuống, một cái lọng giọng lạnh như băng nói. Tử Phong lầm bầm, tại sao như vậy Nana? Em mang họ Đông Phương đúng hay không? Tử Phong em xin lỗi anh. Đông Phương Nana bỗng đứng lên, dập đầu vào cột đá tự tử. Tử Phong thấy Đông Phương Nana muốn tự sát, không nghĩ cái khác mà lập tức lao tới ôm cổ Đông Phương Nana. Nana, đừng, em không nên như vậy, anh trai không giết em đâu. Diệp Mặc lòng cái lạnh, thần trí của hắn sớm thấy Đông Phương Nana trong túi áo có khẩu súng, cô ta muốn tự sát đầu cần, đập đầu vào cột nhà lúc súng lục được lấy ra. Đáng tiếc Tử Phong lúc này không nghĩ tới thứ khác, nhưng Diệp Mặc cũng đời đi vạch trần chút chuyện xấu đó. Hắn nhìn Tử Phong yêu thương Nana, mà Đông Phương Nana là lợi dụng Tử Phong, Diệp Mặc không để ý. Diệp Tử Phong trực tiếp đi tới tìm một ghế ngồi, sau đó dịu giọng, anh hai chị Nguyệt Hoa, vì sao nơi này rất nhiều người quen như vậy? Thiếu, vì sao Phương Vĩ cũng bị nhốt? Hứa Bình hổ thẹn, rất xin lỗi chú ba, anh không giúp được chú quản lý cái nhà này, anh hổ thẹn. Hương Nguyệt Hoa đứng lên nói,
Chủ tịch hội đồng quản trị trách nhiệm chủ yếu là của tôi. Hôm nay trước kỳ họp tôi cố ý điều tra văn kiện được duyệt qua. Tôi mới biết được một số văn kiện mệnh lệnh từ chức của Hoàng Tư lệnh, miều đồng đều là do tôi ký tên. Lúc trước Tử Phong đưa tới cho tôi ký, tôi cũng không để ý. Diệp Năng không nói gì đột nhiên đứng lên nói. Tôi biết chị Úc bảo Hoàng Tư lệnh căn bản không có ý chủ động từ chức, mệnh lệnh là giả. Sau khi chị Nguyệt Hoa ký tên, văn kiện khác đều bị Đông Phương Húc đánh cháo. Sau đó, Đông Phương Húc lợi dụng thủ lệnh của chị Nguyệt Hoa, hơn nữa mấy người kia dưới tay y đã là cưỡng ép bắt đám người chị Úc lại. Anh hai bởi vì si mê Đông Phương Nana nhiều lần cãi nhau với chị Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa bởi vì thân phận anh Tử Phong, chị ấy luôn nghĩ mình mới là người ngoài, nên là cứ để cho bọn họ chiếm lĩnh Lạc Nguyệt. Em mặc dù biết nhưng em không dám nói. Chị Lạc Cảnh và Khinh Tuyết đều đi ra ngoài, em nghĩ chờ hai chị ấy về nói sau. Nhưng các chị ấy chưa về, may mà hôm nay anh chưa lại. Diệp Lăng xoá ánh mắt, cô nghĩ tới tình huống chịu nhục ở Yến Kinh lúc trước. Điểm không giống nhau là nàng hôm nay và lúc trước là hoàn toàn khác. Cô trưởng thành, lúc trước cô bị người Tống gia lợi dụng, hôm nay cô chỉ có thể âm thầm thu hoạch tin tức. Cô biết một khi cô lộ ra, chẳng những là cô, ngay cả chị Nguyệt Hoa anh ngứa, còn anh hai của mình là bị người này giết. Bọn họ sợ dĩ không giết hết một lần là bởi vì sợ làm Lạc Nguyệt Thành báo động. Một khi bọn chúng liều lĩnh động thủ, chị Nguyệt Hoa và anh hai có chị Úc đều bị hại. Nhưng mà bọn họ không kinh động, nhiều nhất là Lạc Nguyệt rơi vào tay của những người cô tin rằng anh trai trở về là có biện pháp đoạt lại Lạc Nguyệt. Nhưng người đã chết thì không thể sống, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Anh Tàng là địa cấp hậu kỳ dưới tay tinh cao thủ, bị anh trai giết, thậm chí ngay cả bà Triều đỡ không nổi, đã bị bắt lại, mà mấy cái tên vệ sĩ anh Tàng cũng là dễ bị giết sạch. Cũng may hiện tại anh trai trở lại, tất cả khôi phục. Diệp Mặc rút qua hiểu Diệp Năng tại sao trên mặt lại áy náy. Cô là vì năng lực của mình có hạn, biết rõ anh hai bị người ta lợi dụng, nhưng không có thực lực để đụng tới họ. Nhưng cô không giống Tử Phong đem Lạc Nguyệt bán cho bọn khốn kiếp. Diệp Mặc thở dài đứng lên đến trước mặt Diệp Lăng nói. Diệp Lăng, anh hiểu lầm em rồi. Có phải thời điểm em phát hiện mấy người của Phương gia không bình thường, sự tình không kịp thay đổi? Anh. Diệp Lăng gật đầu, rốt cuộc kìm không nổi ủy khuất trong lòng, nhào vào lòng Diệp Mặc không ngừng khóc. Hồi lâu sau cô mới lức nở. Thì thực sự tình này không chắc được anh hai chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa trước khi anh hai vẫn nghiêm khắc đối với mình, cho đến thời điểm Đông Phương Nana xuất hiện, anh hai liền. Hơn nữa Đông Phương Nana rất gian xảo. Diệp Mặc nhìn Diệp Tử Phong ôm chặt Đông Phương Nana không nói gì, lắc đầu. Hắn biết loại chuyện này không cách nào khuyên bảo. Tử Phong tuy rằng thông minh nhưng tính cách ý có chút nhu nhược, một khi bị người khác chui vào rất khó giải thích. Diệp Lăng khóc một hồi chợt nhớ cái gì, lập tức nói. Anh khẩn trương cứu mấy người, chị Úc và Hoàng Thư Lệnh đều bị Đông Phương Húc Trần nhốt lại ở nhà tù quân sự Hà Tử Vịnh. Cái gì? Bọn họ không phải đã rời khỏi Lạc Nguyệt sao? Hương Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng lên run giọng. Nếu vài người quan chức cấp cao Lạc Nguyệt bị nhốt vào nhà tù ngay dưới mắt cô, đó chẳng phải là làng không làm tròn bổn phận. Tử Phong ôm lấy Đông Phương Nana ngây dại, ít cảm kích Đông Phương Nana đối với y tốt. Vào thời điểm này, những người lão làng Lạc Nguyệt rời đi lại giới thiệu nhiều nhân tài tới Lạc Nguyệt, giờ nghĩ lại y là quá ngu ngốc. Nhưng Tử Phong biết rõ là một người phụ nữ lợi dụng tới bước này, y là không có biện pháp đoạn tuyệt với Đông Phương Nana. Tôi đi cứu bọn họ. Hứa Bình vỗ mặt bàn, trên mặt chẳng những là hổ thẹn cực độ cũng là lộ ra phẫn nộ. Diệp Mặc khoát tay. Không cần, tự tay tôi đi cứu họ, đây là sai lầm của tôi. Diệp Mặc nói xong, đưa hai đao gió sau khi giết chết Thực Hòa Thần Đức, lại là hai đạo chỉ phòng phế bỏ đan điển Đông Phương Sung, Đông Phương Nana, hướng Hương Nguyệt Hoa nói. Chị Nguyệt Hoa, bây giờ không cần thời gian kiểm điểm, chị lập tức đem hai người này nhốt lại, đợi lát nữa thẩm vấn. Nói xong Diệp Mặc hướng Hứa Bình nói. Anh ngay lập tức đi khống chế quân đội, sau đó triệu tập người tiêu diệt Đông Phương gia bất kể là ở nhà hay bên ngoài, trừ những người mà bọn họ cướp đoạt ở Lạc Nguyệt Thành ra, còn lại mọi người giết sạch không lý do, hoặc anh có thể nhớ kỹ bốn chữ: chó gà không tha. Cái gì? Mọi người đây nghe xong Diệp Mặc nói đều là ngây dại.